Làm ngay cái điều này để x2 lần số subscribe của bạn. Không có người đăng ký mỗi ngày thì đúng là nản ha. Cái trò mèo nào tao cũng làm hết rồi, mà không có lần khứa nào coi hết mà hứ. Ra những cái người làm YouTuber lâu năm á, họ có rất là nhiều cái chiêu để mà kêu gọi đăng ký hiệu quả. Trong đó có một cái thủ thuật cực kỳ đơn giản thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người trong cái video này. Và đây là cái vấn đề nè, khá là chắc là mọi người cũng biết cái cách làm đó. Tuy nhiên mọi người chưa biết áp dụng nó như thế nào để cho nó bén, như thế nào để cho nó hiệu quả cao. Bởi vậy cho nên mới có cái video này nè. Ok, let's go. Mình hỏi bạn cái này bạn phải suy nghĩ nha. Trung bình thì mỗi chiếc video như thế thì bạn tạo ra được bao nhiêu lượt đăng ký? Bạn có bao giờ đo lường cái điều đó không? Nếu như kênh của bạn nhỏ thì chúng ta hãy lấy cái mốc là 1.000 lượt xem đi, thì bạn sẽ thu về được bao nhiêu lượt đăng ký? Và nếu được thì bạn hãy comment cái con số đó ở bên dưới cái phần bình luận nhé. Để làm gì? Để sau khi mà mọi người áp dụng cái chiến thuật mà mình chia sẻ ở đây thì mọi người hãy quay lại cái comment mà mọi người đã comment trên cái video này. Mọi người cập nhật lại cái số liệu mới, xem thử cái điều bất ngờ nó có xảy ra hay không nha. Nó có tăng trưởng hay không? Hay nói chính xác hơn là nó có x2 hay không? Hay còn nhiều hơn nữa? Bởi vì trước đây mình không có áp dụng cái chiến thuật này, cho tới khi mình bắt đầu hiểu và mình áp dụng cái chiến thuật này và nó tăng hiệu quả rõ rệt trên những chiếc video của mình. Và tất cả những gì chúng ta cần phải làm đó chính là đưa ra lời đề nghị, hay là đưa ra cái lời yêu cầu đăng ký kênh. Đó là phương pháp đơn giản và lâu đời nhất. Thật lòng mà nói thì bạn sẽ không nhận được quà cho tới khi bạn đưa ra cái lời yêu cầu hay đề nghị. Mình sẽ lấy một trong những cái video của mình ra để làm ví dụ cho mọi người có thể thấy cái sự thay đổi đặc biệt của nó nha. Như bạn có thể thấy thì đây là một cái chiếc video có lượt xem là 122.000, và nó đã mang về cho mình được tròn 4.000 lượt đăng ký nha, vừa tròn luôn. Đây mọi người có thể thấy là thiếu 10 lượt đăng ký nữa là tròn đúng 4.000 luôn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái phép chia nho nhỏ, là lấy cái số 122.000 này và chia cho đúng số 3990 thì nó sẽ bằng 30, tức là cứ 30 lượt xem thì mình sẽ có được một lượt đăng ký. Và mọi người lưu ý nha, cái video này là mình có dùng cái thủ thuật kêu gọi đăng ký, cũng như là dùng một số thủ thuật để giữ chân người xem tại những cái thời điểm ban đầu để họ ở lại xem video lâu hơn. Rồi, nhớ con số này nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một chiếc video khác. Và bây giờ mình sẽ dẫn mọi người sang đến cái video thứ hai. Và cái video thứ hai này là mình không hề kêu gọi đăng ký, bởi vì đây là cái video mình sản xuất ra để bán hàng, cho nên là mình không có để cái lời kêu gọi đăng ký ở trong này. Và cái video này thì cũng đạt được 45.000 lượt xem, nhưng nó chỉ đạt được 620 người đăng ký thôi. Như vậy thì mình sẽ làm một cái phép tính khác cho cái video này để so sánh với cái video trước nha. Rồi ok, mình sẽ lấy 46.000 chia cho 620. Như vậy là đối với chiếc video này, khi mà mình không kêu gọi đăng ký thì cứ 74 lượt xem thì mình sẽ thu về được một lượt đăng ký. Mọi người thấy cái sự khác biệt chưa ạ? Lúc nãy thì 30 lượt xem thì sẽ có một người đăng ký, còn ở đây là 74 lượt xem thì mới có một người đăng ký. Như vậy nó đã gấp đôi vậy. Vì sao vậy? Đó là vì mình đã đưa ra lời kêu gọi đăng ký. Wow, điều này thật là tuyệt vời. Gì ba, mấy ông chưa gì đăng ký đâu. Sai lầm lớn nhất của mọi người là đưa ra một cái lời kêu gọi đăng ký quá sớm. Ý chính xác của mình là khi mà khán giả xem một chiếc video và ngay từ cái thời điểm ban đầu á, mới có mấy giây đầu tiên là mọi người đã đưa ra cái lời kêu gọi đăng ký mất tiêu rồi. Và vô tình cái điều này khiến cho video của mọi người nó kém hiệu quả hẳn đi luôn. Tại sao vậy? Tại vì ngay cái khoảng thời gian mấy giây đầu tiên á, mọi người chưa có cho người ta được cái giá trị gì cả, mà mọi người đã vội vàng đòi quà rồi. Và mình thì mình cũng trải nghiệm cái điều đó cũng khá là nhiều lần. Và bạn nghĩ thử xem, có bao giờ bạn thấy những cái trường hợp như thế nó xuất hiện hay không? Và chúng ta sẽ phản ứng như thế nào? Mắc mớ gì tụi phải đăng ký kênh của ổng? Bà vẫn chưa làm gì để tôi thấy được cái giá trị của bạn, nên khi bạn đưa ra cái lời kêu gọi đăng ký thì tôi cảm thấy khó chịu thế thôi. Vậy nên đừng lãng phí những cái khoảng thời gian ban đầu để kêu gọi đăng ký, nó sẽ phản ứng ngược đó. Và mình chắc chắn là bạn sẽ muốn làm cái điều sau đây để làm tăng cái khả năng giữ chân người xem. Từ đó cái khoảng thời gian phía sau của video mọi người sẽ chia sẻ những cái giá trị, để rồi khi khán giả nhận được đủ giá trị thì lúc đó chúng ta mới kêu gọi đăng ký thì nó sẽ hiệu quả hơn. Giờ chúng ta hãy nghĩ về cái hành trình người xem nha. Lúc mà bạn làm cái thumbnail hay tiêu đề á, người ta xem cái thumbnail và tiêu đề trước khi người ta tiến vào cái video của mọi người đúng không? Như thế thì mọi người đã hứa cái gì ở ngoài tiêu đề, mọi người đã hứa cái gì ở ngoài thumbnail thì hãy thực hiện cái lời hứa đó ngay đi. Nếu như tiêu đề mọi người hứa là đây là 21 cái chủ đề làm YouTube view ngoài không lộ mặt, hay là 18 cái cài đặt này sẽ khiến cho kênh của bạn thảm hại cho tới chết, thì ngay cái lúc mà mọi người xuất hiện ở những cái giây đầu tiên trong video thì mọi người giải quyết những cái vấn đề
những cái nỗi đau, những cái mà khán giả, người xem mong muốn xem. Bởi vì họ vào trong video vì cái tiêu đề và thumbnail mà. Và chúng ta thực sự nên phải làm cái điều gì đó để giữ chân người xem. Thì cái này người ta gọi nó là hook. Thứ đầu tiên sẽ thu hút cái sự chú ý của khán giả. Vậy thì bây giờ làm sao để chúng ta có được một cái hook thật là thu hút? Mình sẽ chỉ cho mọi người một vài cái mẹo nha. Khi mọi người edit xong chiếc video đúng không? Thì ở trong chiếc video của mọi người chắc chắn nó sẽ có những cái đoạn khá là hài hước, khá là giật gân, khá là lôi cuốn. Thì mọi người hoàn toàn có thể là cắt những cái khúc đó ra và cho nó lên trên đầu để thu hút cái sự chú ý của khán giả ngay từ cái lúc họ bước vào trong cái video để mà họ xem. Thì khi họ thấy cái sự thú vị ngay từ ban đầu thì sẽ có khả năng họ xem tiếp tục để khám phá những điều thú vị ở trong video của mọi người. Hoặc nếu như không có những cái đoạn giật gân, hài hước hay là đặc biệt thú vị ở trong video của mọi người thì ngay từ ban đầu mọi người có thể nhắc lại cái tiêu đề thêm một lần nữa. Ví dụ như chiếc video này của mình có cái tiêu đề là làm ngay cái điều này để x2 lần số subscribe của bạn. Thì ở ngoài tiêu đề mình nhắc như thế rồi, vào bên trong mình cũng nhắc lại y như thế. Và cái câu tiêu đề đó cũng chính là cái mà khán giả mong muốn. Cho nên khi mà họ được nghe nhắc lại thì nó sẽ chạm được vào bên trong điểm chạm của người khán giả. Cái mà khán giả đang mong muốn, cái mà khán giả đang gặp vấn đề, cũng là cái mà khán giả đang phải chịu nỗi đau. Tại vì chỉ có khi họ gặp vấn đề như thế thì họ xem cái tiêu đề, họ cảm thấy phù hợp với họ thì họ mới nhấp vào. Thì chúng ta sẽ làm những cái điều này ngay từ khoảng thời gian ban đầu. Và nếu tốt hơn nữa thì sau khi nhắc lại cái tiêu đề thì mọi người có thể đào sâu thêm vào cái nỗi đau. Ví dụ như ban đầu mọi người có thấy mình nói cái câu là không có người đăng ký mới mỗi ngày thì đúng là nản nhỉ, đúng không ạ? Đó, mình đang xoáy vào nỗi đau của khán giả. Mặc dù mình nói là nỗi đau nhưng mà các bạn không thấy đau, đúng không? Nhưng mà thật ra nó vẫn là nỗi đau, nhưng mà bạn không biết nó là nỗi đau. Ý mình là rõ ràng mọi người đang muốn tăng cái lượng đăng ký của mọi người, đúng chưa? Đó là cái vấn đề của mọi người nên mọi người mới vào trong này để mà xem video này, đúng chưa? Được chưa? Như thế thì mọi người có làm được cái điều này không? Đào sâu vào nỗi đau của khán giả, sau đó thì chúng ta mới bắt đầu đi đưa ra cái giải pháp là sẽ có giải pháp A này sẽ giải quyết được cái vấn đề đó, giải pháp B. Cho đến khi cái bài chia sẻ hay nội dung ở trong video của mọi người nó đưa ra được cái giải pháp để xử lý được cái nỗi đau, cái vấn đề mà chúng ta đề cập ngay từ cái khoảng thời gian ban đầu, được chưa? Thì lúc này chúng ta mới nhẹ nhàng thả một cái lời yêu cầu, một cái lời đề nghị đăng ký kênh hay là chuyển đổi phù hợp mà mọi người muốn, đúng không? Bệnh nhân bị đau chỗ nào thì chữa ngay chỗ đó, rồi đưa một cái toa thuốc bảo đem ra bóc thuốc, đúng không? Hợp lý quá. Còn ban đầu đã giúp được nhau gì đâu mà yêu cầu cái này yêu cầu cái kia, ông ghét mới lạ, đúng không? Wow, hay không mọi người? Hay đúng không? Vậy thì mình nghĩ là mọi người nên đăng ký kênh mình đi để trong tương lai mình chia sẻ thêm những cái hay hơn đó. Đấy, hợp lý chưa? Chỗ đoạn này dễ bấm đăng ký kênh hơn chưa? Và nhấn mạnh lại nè, đây là các hành vi thông thường của nhân loại, cho nên mọi người cứ bám vào cái công thức này ở bất kỳ một cái lĩnh vực chủ đề nào mọi người cũng có thể làm được hết nha. Ví dụ như những cái thể loại video giải trí đi thì cũng phải để cho người ta cảm thấy là vui vẻ, happy sau khi xem video xong, và tới cái đoạn phù hợp thì chúng ta mới đưa ra cái lời kêu gọi, đúng chưa? Tương tự cũng thế thôi, nếu như những người làm video về chuyển đổi giống như mình nè, hay là bác sĩ, hay là du lịch, hay là nhiếp ảnh, hay là edit, hay là phong thủy thì cũng như thế thôi, trao giá trị đủ nhiều, giải quyết được vấn đề cho khán giả, sau đó thì chúng ta mới yêu cầu là chúng ta sẽ nhận lại được cái gì. Nhận về lượt đăng ký là dễ nhất. Hoặc có một số người sẽ yêu cầu những cái khác như là mời vào cộng đồng, hoặc là mời mua một cái món gì đó. Thì tùy vào cái độ phù hợp cũng như là cái độ tin tưởng thông qua cái quá trình xây dựng thương hiệu ở trên kênh YouTube của bạn thì nó sẽ có cái tỷ lệ chuyển đổi nhất định. Mọi người muốn mình làm về cái vấn đề gì tiếp theo, comment bên dưới nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.